Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Giàng A Pháo nhá. Hôm nay một buổi đi chơi rất là đặc biệt của đội nhóm anh em mình. Hôm nay thì mình đi cùng anh Mạnh. Xin chào Mạnh nhá. Xin chào mọi người. Bọn mình đang lênh đênh trên dòng sông các bạn. Bọn mình đang đi chơi trên cái du thuyền làm bằng gỗ ở đây. Ôi cẩn thận. Và đây là Linh. Ra đây không có Covid đâu, bỏ khẩu trang ra em ạ. Bọn mình đi cùng mấy anh em đi thả vó tôm các bạn. Đi thả bát quái. Và bây giờ thì mọi người đang đi thu. Trong cung đường đi thì bên kia có đồ ăn, bên này không có đâu. Đem theo đồ ăn luôn. À Linh ơi, trong túi có một sản phẩm mới, đó chính là chẩm chéo ướt đấy. Đặc biệt luôn. Hôm nay bọn mình mang xoài theo ăn với... Bây giờ đang là giờ trưa các bạn. Đấy. Gì mà hai ông này đi nặng quá hay sao ấy. Chuyện kia ngóc đầu ác ấy nhỉ. Đây còn trên cái đít nặng này. Còn đây chính là những đây gọi là cái gì nhở? Đây mà. Đây là những cái rọ tôm các bạn. Bọn mình tí nữa sẽ thả những rọ tôm các bạn nhé. Ở trong này thì mọi người đã chuẩn bị mồi sẵn rồi. Tí nữa đến cái khu vực bẫy thì mọi người sẽ cùng nhau thả xuống. Và mấy anh em mấy anh em thuyền trài đây thì đạp thuyền bằng chân luôn để cho đỡ mệt các bạn. Anh làm gì đâu có nghi á? Chưa có vợ nhưng có con thôi. Không, chưa người yêu thật, mới có một vợ một con thôi, đâu có người yêu đâu. Từ lúc có vợ giờ là không có người yêu đúng không? Từ lúc có vợ chưa có người yêu à? Nào nó cũng... Mình cũng thế, từ lúc có vợ chưa có người yêu. Táo con nào cũng được mà. Ui mình đi xa đấy à? Mình thấy anh đẹp trai phát là hỏi xem có vợ có người yêu hay chưa ngay. Đây các bạn, ở đây thì gió, các bạn có một chút tiếng ồn các bạn nhé. Vì ở ngoài giữa sông này thì gió to lắm. Tiếng hù vù vù luôn. Các bạn xem thông cảm thì mình không cầm theo cái mic. Gió tung bay tóc không? Xa nhỉ? Và mình đang đi đến điểm mà mấy anh em đặt vó tôm này và có những cái bát quái là từ đêm qua thì bây giờ còn đi thu các bạn nhé. Mấy anh em bên này không có đồ ăn các bạn, đang sang... Ui cẩn thận. Anh lại. Mọi người buồn miệng đấy chứ. Sang bên này Đấy, thì... Con cá này nó đã em vớt quần rồi. Hai con thuyền đang giáp nhau rồi các bạn. Bọn mình sợ ông Linh. Bây ông đạp một bên, ông đạp một bên là được. Đi đi lên thuyền như này bây giờ chưa? Lần đầu tiên đấy ạ. Lần đầu tiên. Anh bắt đấy đi, em thái vào đấy được. Cho xin miếng. Bọn mình có đây, có chẩm chéo. Xoài đem theo ăn các bạn. Đây là chính là cái chẩm chéo ướt, bọn mình để sẽ để ướp với đồ để nướng này. Và cái này thì chủ yếu là chấm với hoa quả chua thôi, tuyệt vời lắm các bạn. Cái sản phẩm này thì mấy anh em đang kinh doanh các bạn nhé. Linh chấm cho anh ăn miếng nào. Anh chấm mạnh chưa được ạ? À? Xin mời. Rồi mọi người. Treo ấy. Để anh của em mua đơn đấy. Chùa. Ngọt đây. Em thấy ngon mà nhỏ. Hả? Quả hay sao? Quả thì ngọt lắm. Ngon mà, ngon mà. Chẩm chéo, thành phần hạt mắc khén, muối, ớt, lá chanh, tỏi, hạt dổi. Cách dùng làm gia vị chấm thịt, hoa quả, tẩm ướp các món ăn. Cái này thì các bạn muốn thử thì cái kiểu người ta ném cái gì xuống có thể liên hệ nhé. Vàng nhá. Nếu mang cái loa đi. Thật mang loa hát nhỉ, hoặc là hát dưới sông à? Loa của đây hai thuyền của đội mấy anh em mình ghép đôi các bạn ạ, mỗi người đạp một chân. Các bạn nhá. Tí này an toàn hơn đấy nhỉ? Đấy to ấy. Nhưng mà mỗi tội là hai thuyền phu kia hơi mỏi chân một chút thôi. Kiểu đạp một bên đấy. Anh này. Đạp hai bên với mỏi. Đây chính là món chẩm chéo ướt. Mình vừa đi chơi với quảng cáo đó các bạn nhé, cho một phút quảng cáo để những sản phẩm của Giàng A Pháo đi. Đây, nó ướt ướt các bạn, nó sệt sệt, chấm với đồ chua như này nhé các bạn nhé. Cái quả xoài có chua. Có quả ngọt mà. Chua, cay, mặn. Tê tê của hạt sẻn các bạn. Đây chính là mắc khén đó. Và rất là thơm. Nhưng mà cay quá, chua nữa. Cái này thì chủ yếu là cho những tín đồ ăn chua các bạn nhé. Chua cay. Mà vừa ngủ dậy hay là xoài chua này, hoặc là nhót. Mùa này đang là mùa nhót mà. Và mùa quả mơ chấm cái này tuyệt vời luôn. Linh hôm nay đi chợ đúng không? Linh hôm nay đi chơi nên là mua ấy đúng không? Mua xoài chua đúng không? Sản phẩm của em đây. Chua quá. Chua đâu? Cái này là phù hợp cho những bạn thích ăn đồ chua. Những tín đồ mình thì không chua không ngọt. Xin chào các bạn ơi, chào cái nhở. Đi xa đấy nhở? Mãi chưa tới à? Chưa. Mà. Anh ơi. Hả? Anh. Chưa tới à? Chưa tới chỗ thu ấy à? Chỗ nào mà được. Em chuẩn bị đến chỗ nào? Thu bát quái à? Đây là cái gì đấy? Bát quái đây không phải. Thả lưới câu à? Câu. Bát quái á. Đây lưới câu. Bát quái bây giờ phải bỏ lên ra bơi dưới kia mới có. À. Gần bờ này. À. Gần bờ đi. Đấy cho thuyền đấy vào gần bờ tí. Cho này ra. Mình tí nữa sẽ cầm cái này bắt cá các bạn nhé. Lên cái vũng tôm bây giờ. Tách à? Tách rồi. Tách à, nhìn chơi vơi quá. Đấy. Làm ăn này rồi nhá. Anh phải bỏng câu. Nhìn tranh vênh chơi vơi giữa biển nước quá nhỉ. Ui, nhìn đấy. Nó nặng đi nhanh. Nó ngóc đầu. Nặng đi nhanh nó ngóc đầu lên đấy. Không, không đua đâu, đừng đua. Đợt tí nữa trồng chành ấy. Ngon hơn. Quay lại rồi các bạn ạ. Thuyền kia đi bon hơn. Chắc là thuyền phu chuyên nghiệp hơn đúng không? Thế này. Chú lấy cái... Ôi đâm nhau bây giờ. Chú lấy cái ấy. Tai nạn là tai nạn Linh ơi. Tai nạn rồi. Đúng áo à? Mày xuống tí nữa. Xin xoài đúng không? Ăn xoài không? Có. cái đục không? Đục chân ấy, đục ấy. Ở dưới chân ấy. Thôi không ăn đâu. Xuống. Không. Ném. Cho toàn cho điểu ấy, cho xa đi. Ai ăn được. Rồi. Quay về rồi. Cho xin miếng nào. Ok, anh xin nhá. Xin mời mọi người nhá. Linh à, cho mình một miếng. Chẩm chéo chẳng thấy đâu, thấy toàn súp không này. Tìm thấy được quả bắp bim. Dê hai bà ăn hết 4 cân xoài mà. Dám ăn thật. Dám ăn 1.000 này, hai bà ăn hết 4 cân xoài. Kinh khủng thật. Đấy, anh em mình di chuyển đến cái chỗ mà mọi người thả lưới để bắt cá này các bạn. Đấy, một anh đang thu lưới đây. Được cá không anh? Đấy, con này. Có anh đang thả lưới. Đang thả hay là đang thu? Đang thả thôi. Đang thả lưới các bạn, để sáng mai thì mới đi. Nước ngập lên như dòng hàng cây sung ở theo bờ suối chết hết đấy nhỉ. Cần thủ 2 cân luôn. Ôi, có cần thủ đang ngồi theo đường. Thông cảm em nha, em đi quảng đi. Cần thủ. À đấy, chỗ mình là nhà này, nhà ông Tuấn khu chỗ này vào mà. Đúng rồi đây. Em kiểu thế mà em kiểu cái đâu. Trong này vào cái chỗ mà cái tròi của anh hay ấy này. À. Ui ui, tai nạn. Hanh đi. Mark à, phanh đi. Mark à. Ui ôi, ôi. Anh Hậu, đấy. Lùi đi. Qua luôn nha. Qua được cái này không? Sao mà cho để ấy nó cẩn thận, nhìn nó cẩn thận vào khi mà nhắm mắt nhắm mũi vào. Đi đường bên kia không đi. Thế bảo. Tai nạn rồi, một thuyền bên này bị tai nạn rồi các bạn ạ. Trèo lên ngọn cây rồi. Cứ xịn là chất lượng đâu mọi người ạ. Sao lùi vào đây em kéo cái đầu này ra là được mà. Cái này phải đi cùng đội thuyền trài ấy thì mới biết được. Bị trèo lên ngọn cây rồi các bạn ạ. Ra chưa? Ra chưa? Lùi lại đi. Lùi vào đây để kéo lên. Mark à? Kéo để lật ạ. Tôi đi ăn chục lần. Ra thế. Xoay một tí nó ra mà. À đấy đúng rồi đấy. Từ nhá. Đi đâu ra để em đẩy không? Em lùi lại đi, lùi lại húc nó phát nó ra mà. Lùi lại, lùi đi. Mày thấy tác hại của mày ấy. Cẩn thận đấy. Tí một cả thuyền còn xuống cả hai ấy. Không xuống được, rồi đi. Mày đi vào đây tao đẩy ra. Mark đúng trên cái ngọn cây luôn. Tại Linh nặng quá Linh ạ. Không phải em đâu. Em nặng quá nên là ấy rồi. Phải dưới anh Hậu dưới để nó đỡ trong trành ấy. Ui cẩn thận nha các bạn ơi. Ôi cẩn thận có một cái cây nữa. Lại Mark cây ở dưới rồi. Vào tiếp em. Đẩy ra. Ok ra rồi. Tí nữa. Rồi. Ok. Tay gà Linh. Nhìn như thế không thấy à Dũng? Thằng nào đi thu ở cái cọc đây à? Đâu? Đấy cái cọc có sợi dây xanh xanh ấy. À. Đâu? Thế thôi. Đấy cái cọc ở gần cái chỗ cây. Mình sẽ đi thu cái mấy cái bát quái các bạn. Ở chỗ này á? Đấy này, dây đây này. Cẩn thận có cái cây này nhá. Để. Lại Mark phát nữa gì? Kia có một cái ở ngoài kia kìa. Cho thuyền kia ấy đi. Không sợ. Lùi thu cái ngoài kia không được. Mình thu à? Bên này thu à? Anh thu đi cứ thu đi. Tôi xem được không? Không được thì thôi. Mình thả xuống cho họ. Mới thả đấy mà. Đâu thu lên nào. Ở đâu em Mạnh? Cái này này, cọc này. Anh thu đi. Anh thu đi. Đây đi vào để anh thu được. Đâu? Đây này. Có hai chỗ đặt bắt quái các bạn. Ở trên kia thì mấy anh em đang thu cái lưới cái bên kia. Còn mình và anh Mạnh thì sẽ thu đằng này các bạn nhé. Ở đây. Mọi người thì buộc cái cọc vào cái sợi dây này để nó đỡ trôi này. Đó. À, buộc sợi dây vào cây cọc. Nó hơi ngược đời một tí. Nặng lắm. Cẩn thận nó đuổi rồi nha, họ đuổi nha. Hỏi ơi, ông kia đây. À, của ông kia à? Hỏi cho má. Xem có được cái gì không các bạn? Anh Mạnh sang này đi Mạnh. Đúng rồi, đây đấy, cá đây này. Được không? Ui, được đầy cá đây. Được cả ốc luôn. Thu lên hẳn à? Ép. Dạt cái đít này vào đi để cho thằng Đô nó quay được. Dạt cái đít này vào. Đây. Đúng rồi. Đây này, cá này. Nhấc lên đi. Được cả ốc kìa. Nặng không anh? Em cứ đạp ra đi. Cứ đạp anh thui dần đi. Đạp đi. Cả ốc luôn. Bắt quái này thì vừa mới nhỉ. Tí chú kia đuổi ra đi. Mình đặt lên tí mình thả xuống cho họ. Ui. Hơi chuyên nghiệp nhấc hẳn thuyền. Đấy. Em cứ đạp ra là được. Nhấc không được à? Nhấc dồn vào. Người ta dài lắm. Bên này có đầy. Dài lắm. Cá nhảy ra ngoài rồi. Có được con nào không? Được con nào không Linh? Có. Toán xem. Em ra tay không được hay phí. Đâu? Từ. Điều cặp này tí à. Cái này không phải bắt quái của mấy anh em mình nữa các bạn. Và mình đi nhấc lên xem có được không. Nhưng mà Linh thì rất là nhanh tay nhanh mắt. Đấy, kiểu tay nhanh hơn đấy. Ai xa. Được một con nhá. Một con cá nheo bé. Hai con đấy. Hai con à? Bằng này sao đủ ăn tối em? Đi mua thêm không? Chính xác, ở đây thì gần sông ấy. Gần sông trài lưới mà nên là rất là nhiều nhà người ta đi thu lưới tầm này. Đi thu cái kia đi. Hả? Mình đi giả đi mua cái đăng kia mà mình ấy đi. Đúng rồi, tí mình đi mua. Mình nhấc đi. Mới trả tiền cho họ. Đấy, mình trả tiền họ. Ui các bạn, bọn mình bắt gặp một con cá chép. Cá ấy đấy, cá gì nhỉ? Nó bị chết đây này. Có thể mà ăn được không? Chép à? Thảm rồi. To đấy, con này phải 2 cân đấy. Con này cân đấy, hơn cân đấy. Hơn cân. Nó mắc vào đây à? Nó đéo đến thu chẳng chết. Không phải, cái này bị làm sao chết, liên quan gì đến nó đâu. To nhỉ? Có phải lưới đâu mà. To nhỉ? Mấy anh em thì mình đến cái chỗ mà máy quay đúng không? Bắt quái. Cái này gọi là cái gì nhở? Cái này quạt lấy rằng ấy. Có. Tao lên cho. Ui dồi ôi, nặng thế. Từ đã. Nó phanh rồi. Được mà. Ui dồi ôi, bố ơi. Càng lên càng nặng thôi. Cá nhiều quá. Hai người. Nhiều cá đấy. Chúng là nhiều cá. Ôi dồi ôi. Con này nặng quá. Mình thả nha. Ok. Đôi ra quay bên kia đi được rồi, nó đang lên đấy. Ui ôi, xem được cá to kia không? Đúng hai thanh niên trai tráng có khác nhỉ. Bọn mình sẽ kiểm tra xem được cá không các bạn nhé. Nào, quay xe. Chứ người ta cái này mà người ta... Ui, chắc nó khóa đâu vậy? Không khóa đâu, đặt lên thật mà. Đây đang lên thôi. Đang lên đồng vòm mới thầy. Bôi ra nhá. Rồi. Hai vào đây cứ sửa đây nha. Nhìn thế. Nhìn lắm. Bọn mình sẽ đi kiểm tra xem cái vó này được nhiều không đúng không? Vó. Đôi phanh được rồi. Ui cái này càng lắm. Hai con cá chết thì sao ấy? Hai con cá chết. Con kia con bím. Gãy vó nó nhá này. Quay. Được đâu mà mày ơi, mẹ ơi. Đi gãy nha. Gãy đấy. Thả ra đi. Thả nó trùng xuống đây này. Thả ra đi, hình như nó có cái đá tiếc ở trên trong nó lôi đá ra đâu. Nó nặng lắm các bạn nên là hai thanh niên không thể nào mà kéo nó lên được. Bây giờ thì thả lại cho họ thôi. Vì cái này thì không phải của mấy anh em mình. Bọn mình đi thì đi cùng mấy thanh niên ở đây thì quen để nhờ bọn mình kéo lên xem có được cá không thôi. Còn hôm nay bọn mình sẽ đi mua cá về nấu ăn các bạn nhé. Ở đây thì mọi người toàn là cá sông và đi bắt bằng những cách thủ công như này. Ví dụ như thả vó, thả bát quái hoặc là thả lưới. Thì sau một đêm mọi người sẽ đi thu và đem về ra chợ bán. Có rất là nhiều cá luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển về nhà các bạn nhé. Trời thì bắt đầu tối rồi. Ui rồi. Ui ông này nặng quá. Ông này nặng quá chìm đầu luôn. Mấy anh em mình bắt gặp một cây ổi. Cái kiểu cây này thì tối nó có chim ngủ. Chim có ngủ không nhỉ? Ui có một con cá nữa hay sao kìa. Trắng đằng trên kìa. Không phải. Anh Mạnh thì sẽ nhặt ổi. Cẩn thận nhá, chui vào tí Mark không ra được đâu. Chui vào tổ ong thôi. Không có đường chảy thôi. Ra chỉ có một con xong rồi. Ong đuổi. Ở chân anh kìa, dưới chân anh có mấy quả chín kìa. Cái này thì lặn nhanh lắm đấy cái này. Ổi này ngọt lắm, không có ổi nữa. Cái ổi này thì chỉ có những người đi thuyền trài thì mới có thể ăn được thôi vì nó sát ngoài sông mà. Đây các cho bạn. Giang đi. Mấy người mua hai quả ăn cho nó. Thật. Rồi cơ đi. Thanh niên đạp thuyền mệt quá phải cởi áo ra, mệt không? Cái này đi nhiều không tập chân đấy nhỉ? Chân các ghim đâu. Như kiểu tập ghim ấy. À. Đạp liên tục các bạn. Như kiểu đạp cái tạ ấy nhỉ. Mấy anh em mình di chuyển đến bến rồi. Bây giờ thì sẽ lên nhá. Cái buổi đi chơi thì bọn mình loanh quanh một chút thôi. Và cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm rất là thú vị. Cũng sợ lắm các bạn. Vì không biết bơi. Đó, mọi người thì chụp ảnh các thứ. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đi mua cá các thứ rồi chế biến luôn các bạn nhá. Và mình tạm dừng video tại đây. Linh có sợ không Linh? Say sóng không? Ngủ đúng ra cả. Thấy sáu không? Cầm cái chẩm chéo đi về tí nữa ướp cái gì ướp hoặc là mình chấm gì ăn. Gọi đòn ơi. Gọi đòn ơi. Đây lên đi.